Nói lại một lần nữa, giá 4.150.000 tặng cho các bạn một chai nhớt American. Và tặng cho các bạn thêm dao, dây đeo còn nguyên, máy mới tinh, động đầu máy mới tinh, chưa sử dụng. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi Điện Máy Bình Sơn tiếp tục lên sóng cho quý vị các bạn một món hời. Cái này thì tất nhiên rồi, rất nhiều người đang thích những cái dòng máy 226 của Husqvarna. Và đây là dòng máy 226 của Husqvarna. Đầu máy này là đầu Husqvarna 226 sản xuất tại Nhật luôn nha các bạn nhá. Các bạn có thể biết rằng hôm vừa rồi mình đã lên sóng một cái video đã phân tích cho quý vị các bạn là Husqvarna bây giờ nó đã chuyển đổi nhà máy sang sản xuất tại Trung Quốc. Và việc mà các bạn muốn mua những chiếc Husqvarna sản xuất tại Nhật bây giờ cực kỳ hiếm. Và đây là một trong những cái chiếc máy mà mình sót lại. Giới thiệu qua một chút cho các bạn hiểu vì sao đây là một chiếc máy mình đã tháo cái cần 226 của Husqvarna mình bán rồi. Bởi vì khách người ta yêu cầu mua cần và mua đầu bò, do đó mình tháo luôn mình bán. Vì vậy dư đầu máy. Nhưng mà rất là đơn giản thôi, mình đã lại sử dụng một cái cần của Nhật, ống 24 để lắp vào chiếc máy này. Chiếc máy này thì bây giờ cấu tạo của nó bản chất nhá, cần này là cần Nhật 90%. Cần Nhật 90%. Và đầu máy là đầu Husqvarna 226 Nhật 100% chưa sử dụng. Và giá của chiếc này để các bạn có thể tiếp cận là 4.150.000 các bạn nhá. 4.150.000, đầu máy mới tinh 100% chưa sử dụng. Cần này là cần Nhật. Đầu máy Nhật. Và bây giờ các bạn muốn mua những cái dòng Husqvarna sản xuất tại Nhật này cũng cực kỳ hiếm trên thị trường. Đa phần bây giờ nó đã chuyển đổi nhà máy rồi, là sản xuất tại Trung Quốc. Rồi ok, xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy được chiếc máy này như thế nào. Có quá nhiều ưu điểm ở chiếc máy này. Nói về cần của 226 của Hus, đôi khi mình thấy hiện tại bây giờ nó còn kém những cái cần Nhật này cơ. Bởi vì cái độ dày bây giờ nó cũng đã là mỏng hơn so với ngày xưa rồi. Rất là hay gãy. Và các bạn có thể thấy được đầu bò của nó khá là kém. Đây mình sử dụng luôn cái cần này là cần Nhật luôn. Cần này là cần của Ryobi. Đây này các bạn này. Cần này là cần của Ryobi MK2630 nhá, Made in Japan này các bạn này. Cần này là cần Nhật 100%. Cần này mới 90%. Của Nhật thì là chắc chắn 100% và tình trạng của nó đẹp lên 90%. Đây ngay kể cả những cái đầu bò các bạn thấy, đầu bò sản xuất ở Nhật nhìn nó cũng khác hẳn luôn nhá. Rồi là những cái máng chắn này, nhìn nó cũng rất là ok. Nói chung cũng cái cần này mới tinh luôn. Cần này thì bản chất nguyên bản của nó là đang lắp cái đầu Mitsubishi TBE27. Này, Power by Mitsubishi, tức là cái động cơ cũ của cái cần này này. Máy cắt cỏ này này thì là động cơ của nó là Mitsu. Đây các bạn thấy không? Power by Mitsu gasoline engine này đấy. Và máy này là máy Ryobi, cần này cần Ryobi, ống 24, ống cực dày luôn. Và Made in Japan đây, anh em nhìn không? Nói chung là cần này quá đỉnh rồi, không có gì mà chê cả. Đây các bạn thấy không? Tay ga này nhìn cũng khác hẳn những cái tay ga bình thường luôn. Tay ga này nó có chọn cữ nha các bạn nhé. Các bạn muốn ga căng hay là ga mạnh thì hoặc là ga nhẹ thì các bạn có thể chọn cữ này. Đấy, rất là hay này. Đấy, ga bóp nhá. Đấy, các bạn có thể bóp liệt luôn và các bạn chọn cái cữ to hay nhỏ được. Đó là cái hay của cái tay ga này. Đây, công tắc tắt bật ở luôn trên thân tay ga. Tay ga này cam kết với các bạn bóp nó sẽ không bị trượt như kiểu cái tay ga 26. Tay ga 26 khi mà các bạn bóp hãm ấy, bạn bóp hờ nó hay bị trượt, tay ga này không. Nhìn rất là gọn luôn này. Tay ga 26 nhìn nó còn gọi là như khoành khoàng, nhìn nó rộng rồi cong uốn, nhiều khi các bác dùng không thấy thoải mái. Còn tay ga này nó thiết kế cực kỳ gọn luôn. Hàng Nhật mà, nó thiết kế để phù hợp với cả thể trạng của người Nhật. Đây, các bạn thấy không? Đấy, ống cần này, 24 này. Đầu máy này là mới tinh 100% nhá. Mới 100%, mình chưa đổ xăng luôn. Đấy, đầu này chưa đổ xăng luôn. Đây, mới 100%. Đầu máy 26 của Husqvarna. Thế là các bạn mua thì hoàn toàn yên tâm luôn. Đây. Đầu máy này sản xuất năm 2021 luôn. Tháng 10. 17 tháng 10 năm 2021. G26LS. Đấy các bạn thấy không? Tum liền mặt nhôm. Con này thì mình chưa đổ xăng nhá các bạn nhá. Các bạn nào mà mua về thì các bạn đổ xăng, các bạn phá tem em nó, bóc tem em nó luôn. Đây là một trong những cái lựa chọn tốt để các bạn có thể lựa chọn. 4.150.000 tặng cho các bạn một chai nhớt American xịn sò. Khi các bạn mua máy thì vẫn còn dây đeo theo Husqvarna, tức là dây đeo hai vai ấy. Vẫn còn dây đeo hai vai, mình sẽ bù cho các bạn dao để các bạn có thể sử dụng được. 26 này theo là cái dao tam giác, bỏ đi không xài được. Mình sẽ bù cho các bạn dao phẳng, hoặc là các bạn thích mình sẽ đổi cho các bạn sang cái lưỡi tròn hợp kim của Nhật luôn. Tặng cho các bạn một chai nhớt American đó để cho các bạn sử dụng. Nói lại một lần nữa, giá 4.150.000 tặng cho các bạn một chai nhớt American.
Và tặng cho các bạn thêm dao, dây đeo còn nguyên, máy mới tinh, động đầu máy mới tinh, chưa sử dụng, sản xuất tại Nhật, made in Japan. Cần này là cần của Nhật luôn, và cần này là cần của máy cũ nhưng mới đến 90%. Các bạn nhìn chất cần mình đã giới thiệu với các bạn để các bạn có thể hiểu được rồi. Rồi nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn tiện theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, vui like, subscribe kênh, đăng ký, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. 4.150.000 tặng nhớt, tặng lưỡi tròn hợp kim của Nhật và đầy đủ dây đeo, đầu máy mới tinh 100%. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.